Xin chào tất cả các cô chú, bên cháu chuyên cung cấp các dòng sản phẩm tai nghe trợ thính tốt nhất hiện nay. Hiện nay bên cháu có cung cấp rất là nhiều các dòng sản phẩm tai nghe trợ thính, kể cả các loại từ giá thấp, giá cao đến các hàng siêu cao cấp thì bên cháu đều có ạ. Thì bên cháu cũng sẽ tư vấn cho các cô chú làm sao để lựa chọn được những dòng sản phẩm phù hợp với tình trạng tai của mình cũng như là phù hợp với tình trạng kinh tế của mình nhé. Thì các cô chú nào có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp theo bên cháu theo số điện thoại 0866222505. Hiện tại như trên màn hình ở đây, nhà cháu đang giới thiệu cho các cô chú một cái dòng sản phẩm mà hiện tại bên cháu các cô chú khác đang sử dụng rất là nhiều, là dòng sản phẩm máy nghe trợ thính XM909E, hàng của Sima các cô chú nhé. Dòng sản phẩm này là một cái dòng sản phẩm máy khuếch đại âm thanh, làm sao mà khi các cô chú nhiều khi nhà mình có tuổi rồi, mình lớn tuổi này, tai của mình nghe không được rõ, là nhiều khi nghe nó hơi khập khẽnh một chút này, cũng như là nghe nó không được rõ ràng, nghe nó hơi nặng tai, thì hôm nay bên cháu giới thiệu cho cô chú một cái dòng sản phẩm này thì gọi là siêu phẩm trong tầm giá các cô chú ạ. Bởi vì giá thành rẻ này, dễ dùng này, hiệu quả cao mà này nghe thì cực kỳ là rõ ràng. Nhiều khi các cô chú nhiều khi tuổi già rồi, có tuổi một chút này, tai nghe hơi ngã ngã một chút này, hoặc nhiều khi mình có các bệnh lý về tai làm cho tai mình nặng hơn, khó nghe hơn, thì cháu sẽ giới thiệu cho cô chú chi tiết hơn cái dòng sản phẩm tai nghe Sima này cô chú nhé. Dòng sản phẩm này thì là giá rẻ và sử dụng thì cực kỳ là tuyệt vời. Khi các cô chú mua hàng thì bên cháu đã có tặng kèm cho mình ba cái nút để nhét tai đây ạ, ba cái nút nhét tai đây như thế này, ở trên hộp đây thì cháu cũng đã có để sẵn ạ. Nó tùy thuộc kích thước từ to đến nhỏ phù hợp, ví dụ như là các chú mà lỗ tai to một chút thì các cô chú có thể dùng cái loại to này để cho nó chắc chắn. Còn ví dụ mình lỗ tai bé hoặc là nhiều khi người trẻ em chẳng hạn, nhiều khi trẻ em mà bị viêm tai các thứ chẳng hạn mà mình đang trong quá trình điều trị thì mình cũng có thể sử dụng ạ. Thì mình có thể sử dụng cái nút nhỏ hơn sao cho phù hợp ạ. Mình có thể thay thế rất là dễ dàng như cháu đang lắp ở đây ạ. Mình chỉ cần thay vào đây và mình ví dụ mình nhét vào tai mà các cô chú nhiều khi là tai bẩn nhá, thì mình có thể tháo ra vệ sinh hoàn toàn bình thường, bởi vì nó là cái chất liệu silicon, nó không liên quan đến cái thiết bị điện ở bên trong ạ. Mình có thể tháo rời để vệ sinh ạ. Đối với cái dòng sản phẩm này thì mình sẽ sử dụng pin ạ. Kèm theo máy sẽ có hai viên pin tặng kèm, một viên pin ở đây và một viên pin cháu đã lắp sẵn ở trong đây cho các cô chú ạ. Đấy, cháu sẽ lắp sẵn trong đây cho các cô chú đây rồi ạ. Đấy, khi sử dụng thì rất đơn giản, mình chỉ cần sử dụng một viên pin mình lắp vào trong máy như thế này, sau đó mình đậy lại, mình có thể đeo vào vành tai. Và đặc biệt đối với thiết bị này các cô chú có thể đeo tai trái, tai phải đều được ạ, bởi vì cái phần xoay này mình có thể thay đổi ạ. Đấy, cụp vào trong, cụp ra ngoài, mình nặng tai nào mình đeo tai đấy nhé, không cần nhất thiết phải đeo hai tai đâu, bởi vì khi sử dụng dòng sản phẩm này thì nghe nó đã rất là rõ ràng rồi cô chú ạ. Đấy, dòng sản phẩm này thì bên cháu sử dụng cực kỳ chạy, khi sử dụng thì các cô chỉ cần lắp pin như mẫu cháu vừa lắp đây ạ. Lắp pin vào xong thì nhìn ở trên đây nó sẽ có hai nút ạ. Một là nút on off, có nghĩa là bật tắt thiết bị, là khi nào các cô chú cần nghe thì mình mới bật ạ, không cần phải là bật suốt ngày đeo ở trên tai đâu ạ. Thứ hai là nút tăng giảm âm lượng. Tăng giảm âm lượng ở đây mình có chiều cái loa đây ạ, từ nhỏ đến lớn ạ, tùy theo mức độ của mình, muốn nghe to nghe nhỏ mình sẽ xoay cái con lăn này sao cho phù hợp, để nó nhiều khi mà mình xoay cao quá thì nó lại hơi to quá, mình nghe nó sẽ hơi, mình gọi là hơi điếc tai đấy ạ. Đấy, thì là mình sẽ xoay to nhỏ tùy thuộc vào mức độ cũng như là điều kiện của mình nhé. Mình thích nghe to nghe nhỏ hay là tai mình nặng nhiều hay nặng ít thì các cô chú sẽ điều chỉnh ở đây ạ. Cách sử dụng thì mình chỉ cần gạt sang on, sau đó mình xoay nút này và mình đeo vào trong tai thôi, không cần phải kết nối, không cần phải cài đặt gì ạ. Rất là đơn giản, bởi vì nguyên lý của nó là một cái máy khuếch đại âm thanh, nó giống như nhiều khi mà các cô chú hát karaoke chẳng hạn, đúng không, thì hát vào mic thì nghe âm thanh nó sẽ rất to lên, thì cái nguyên lý này thì nó cũng gần như là thế. Bởi vì các cô chú khi mà đeo cái dòng sản phẩm này nó sẽ khuếch đại âm thanh, để làm sao khi các âm thanh xung quanh của mình phát ra nhé, kể cả tiếng ồn, tiếng xe máy hay bất cứ một cái tiếng gì đấy, là khi nó phát ra thì cái máy này nó sẽ khuếch đại, làm cho âm thanh nó tăng tần số khi mà mình ở trong tai của mình lên. Đấy, nó sẽ tăng lên làm cho các cô chú có thể nghe nó rõ hơn. Đấy, rõ ràng, sắc nét, nguyên lý hoạt động đơn giản, không ảnh hưởng đến não, không gây đau đầu chóng mặt hay gì đâu ạ. Nên là các cô chú yên tâm. Ngoài ra bên cháu có rất là nhiều các dòng sản phẩm khác, kể cả các dòng sản phẩm cao cấp này, hay là các dòng sản phẩm đặt thiết kế cho các cô chú có bệnh về tai đều có ạ. Nên là cô chú nào có nhu cầu quan tâm hãy liên hệ trực tiếp với cháu theo số điện thoại ở đây 0866222505. Hoặc đặc biệt là các anh chị nào có nhu cầu mua để tặng cho bố mẹ hoặc là người thân thì cũng có thể liên hệ với bên em theo số điện thoại trên màn hình. Bên em cũng có sử dụng cả Facebook, Zalo, và rất vui để được phục vụ các cô bác, anh chị và các chú ạ. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau ạ.